Đã bị lừa mấy thằng ngu có cái bụng bố mới bận đồ hầu gái. Yeah, nah, that's crazy. Đủ rồi anh em ơi, đủ rồi anh em ơi. What the fuck? Em cảm ơn cho vì 500 nghìn nhá. Boy. Fit check. Fit check. Ok đi ông cho cha mà. Cặp cái gì? Đợi xíu, đợi xíu. Đợi xíu, được chưa? Aircon fan service số 1 Việt Nam. Mặc vậy đúng không anh em? Under 3, anh đang ở đảo nơi này sóng yếu quá mà đá What the fuck? Bà skill tôi đờ si cô. Cút cho thằng Thiện, cảm ơn cho vì 500 nghìn nhá, cảm ơn cho nhiều nha. Rồi, đang ở ngoài đảo hả anh trai? Rồi, lương, chốt ha. Bú 500 lớp, em cảm ơn cho nhiều nha. Có nào rách đồ không anh em? Mẹ sợ rách đồ quá. Ây da. Ây da, rách đồ. Đồ không? Ok. Yes sir. Cũng mẹ. Từ từ. Tuấn donate từ cảm ơn Tuấn với 1 đô nhá. Đi. Má cần một người gọi là gì á anh em? Cần một người gọi là kéo giùm cái váy lên á. Ok chưa? Ok chưa? Nhìn gớm vậy. Im mờ mày ngu. Ê á. Gớm á. Cái này để như nào nhờ? Hình như cái này là phải phải cài sau lưng nữa anh em ạ. Như c*** á. Em ra rồi à. Nghe hầu gái đô con thế còn chơi nữa mấy ông lộ. Cảm ơn Phát Xuân vì 5 nghìn nhá. Người ta mặc áo hầu gái, nhìn thôi cũng muốn lứng muốn sụp muốn hiện tại xúc vật biến thái bệnh hoạn. Cụ thể là thiên định fanboy của anh. Còn thằng này mặc cái áo hầu gái như ba lắc. What the fuck cái đó. Ok được chưa anh em? Quá dễ thương nhờ, quá dễ thương. Quá cu tì. Ok chưa anh em? Dễ thương chưa anh em? Má cái l*** mày nó bỏ mỡ quá anh em ơi, cái này nhỏ quá. Cái này nó hơi nhỏ anh em ạ. Cái này nó nhỏ kiểu tôi mặc nó bỏ hết vú tôi lại luôn á, khó chịu. Thề. Cây vậy. Làm tí nhạc anime anh em nhờ. Tôi có nguyên một list nhạc anime luôn. Cảm ơn Minh Mèo về 5.000 nhá. Nhất scan 5.000 đồng. Tôi đã ra. À ừ. Ê, không có ra nha. Trời ơi, giờ này còn dũng văn này nữa. Có bao giờ bạn nhìn thấy lầm và nhầm một hình bóng thật giống ai ấy mà bạn thức đêm mong ngày thèm được nắm tay? Cấm á. Nguyễn Duy. Mày á. Ơ mày á. Hồng Sơn, Hồng đã Sơn vì 5.000 nhá. Chú nói giọng Bắc đi chú. Con nghe mày. Thôi chứ vào chơi game anh em ơi. Bỏ qua mấy cái chuyện hầu gái các thứ đi, tôi mặc một game thôi à. Tí vào tôi còn tập trung chơi game nữa. Hôm nay tôi đang muốn hạt, đang có hứng hạt anh em ạ. Bận cái này, nếu mà game này mà chóc thì game sau cởi cái mày ra luôn. Má xé nát cái áo mày luôn ấy. Này cô bé, chủ nhân của em đang muốn xem em làm Ahegao với giờ tài chữ về đấy. Gối hô la vì 5.000 nhá. Cảm ơn anh ngáo với 10.000 nữa. Cái gì nghe tỏm với vậy mới ní.
Cảm ơn vui da đen lo vì một tháng hòa viên nhé. Ken 5.000 đồng. Thank you, thành người về 10.000. Chưa có quả sạc cục nào thỏa mãn như quả sạc cục ngày hôm nay. Cảm ơn Bách Đạt nhiều. Cái gì vậy anh trai? Thôi nha. Cảm ơn tiếng Anh em về 10.000 nhé. Ken 10.000 đồng. Tao nạp sẵn 20 củ vào Eskin R. M quyến rũ T đi. Có chắc không vậy? Có chắc không vậy tiếng Anh? Có chắc không vậy? Nhá hàng cái được không? Nhá hàng cái được không? Bộ này là hầu gái hay nô lệ TD vậy BD? Ê, ý là tôi muốn để mọi thứ nó tự nhiên á. Anh em đừng có kiểu bắt tôi làm theo cái script. Ý là tôi cũng có nghĩ tới cái việc làm cái chuyện đó rồi, anh em hiểu không? Cơ mà nhìn nó kiểu cứ sao sao á, nhìn nó kiểu, ý là bệnh thiệt á. Mặc dù là mặc cái bộ này thì nó đã bệnh rồi, cơ mà nó vẫn gọi là đỡ. Nó vẫn đỡ một xíu. Cái mà bây giờ mà đứng lên nhảy 2 phút hơn, lắc không đánh đít thì nó lại khó hơn nữa. Lúc đó thì nó khó nói. Có đắp không trai? Huy lìa tao nè, Đạt đã huy scan 10.000 đồng. Nhìn mày giống đ***** đi đi ạ. Rồi đó mày có chịu cởi đồ ra không? Cảm ơn Vinh 18.000 nhá. Cái gì vậy? Phong Nguyên Nguyễn đã rescan 5.036 đồng. 30 năm nữa, khi con của Bách Đạt đã có thêm một đứa nhỏ, nó hỏi rằng ông nội con như thế nào vậy bố? Bố nó không nói gì, chỉ là rút ra chiếc điện thoại từ trong túi quần. Rồi bật video Lê Lưu Bách Đạt 2 phút hơn remix căng cực nhạc ba mạnh chết cha cho con mình xem. Cái xí lị lụ mụ dữ vậy. Lô đa đồng. Ông mặc đồ đẹp quá, cho tôi cố giống tôi được không? Cái cũng gì vậy trời, vậy mà không giết được nó kìa. Có Gia nào kiếm ân chơi cùng không đi đi? Không nhau ơi, tôi không biết nha. Còn mấy ông vô Discord của tôi á, tụi nó hay ngồi trọng tụi nó nói chuyện vui vẻ lắm á. Vô chơi chung với mấy thằng ở trong Discord của tôi cũng được. Ồ, không tới luôn hả? What the dog doing? Vò co lo đồ hầu gái. Bú ca ớt. Gia Music Rapper đã rescan 5.000 đồng. Tôi chưa khô ông ơi, dấu bé 36. Cảm ơn Jazz Music Lover vì donate nha. JJ JJ. Vui vẻ anh em ơi, game đầu trong ngày. Game đầu trong ngày. Dấu hiệu top, dấu hiệu top.